Chào bạn. Làm sao để cây hồng xiêm sai quả? Đó là câu hỏi rất nhiều bạn hỏi mình. Cây hồng xiêm sai quả quá cũng không tốt các bạn. Quả bé và nó rất nhanh bị kiệt cây các bạn. Qua video hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách chăm sóc cho cây hồng xiêm xoài sai quả nhất các bạn nhé. Hồng xiêm xoài muốn sai quả các bạn, trước tiên là cái khâu chọn giống các bạn, nó rất là quan trọng. Các bạn phải chọn đúng giống các bạn nhé. Nó có nhiều các loại giống khác nhau các bạn, như là F1, F2, F3, F4 vân vân các bạn. Thì tại sao cũng là một cây hồng xiêm xoài các bạn, nhưng mà nhiều cây ra rất là sai, nhưng mà có cây ra rất là ít quả. Tại vì khi mà họ đi họ ghép mắt ấy các bạn, họ sẽ mua những cái mắt ghép ở những cây hồng xiêm xoài khác nhau các bạn về họ ghép. Nếu mà họ mua những cái cây hồng xiêm xoài nó sai quả đấy các bạn, thì họ ghép vào thì nó sẽ sai quả. Còn đâu nếu mà cái cây hồng xiêm xoài nào nó ít quả đấy, hoặc là không có quả họ ghép phải, thì cây đó rất là kém các bạn nhé. Đó, thì cái khâu chọn giống nó rất là quan trọng, và mình sẽ nói nhiều đến các bạn. Thì các bạn nên chọn giống ở những cái cửa hàng bán cây giống uy tín các bạn, để nó đảm bảo chất lượng nhất. Nếu mà chúng ta không muốn mua ở những cái cửa hàng bán cây giống uy tín ấy, chúng ta muốn mua ở ngoài chợ hoặc là ở nơi chúng ta sống nó gần ấy, thì mình khuyên các bạn nên mua vào cái thời điểm cuối mùa xuân đầu mùa hè cho mình các bạn. Tại vì cái thời điểm đó là cây hồng xiêm xoài nó bắt đầu nở hoa các bạn, thì các bạn cứ chọn cây nào nó nhiều hoa, nhiều lụ đấy, và ngọn mập, lá dày, xanh đậm, rõ mới ghép lấy cho mình nhé. Đây này các bạn này, đây này nó đang ra lụ đây này. Các bạn cứ lấy cái cây nào nó ngọn nó mập như này, nhiều lụ như này các bạn lấy, thì nó sẽ rất nhanh có quả và cây nó sẽ rất sai quả các bạn nhé. Cây hồng xiêm nó sai quả được một năm, nhưng mà sang năm nó lại ra ít quả thì nó sẽ không tốt các bạn. Quan trọng là chúng ta làm sao chúng ta phải chăm sóc nó ra đều các bạn. Năm nào nó cũng sai, đó mới là quan trọng các bạn. Thì cái tỉa quả các bạn, khâu tỉa quả này cũng rất là quan trọng các bạn nhé. Thì các bạn không nên để hồng xiêm nó sai quá các bạn. Nếu mà sai quá nó sẽ rất nhanh bị kiệt cây các bạn. Thì sang năm nó sẽ kém hơn các bạn. Thì các bạn nên lưu ý cho mình, mỗi một ngọn này các bạn để một quả thôi các bạn nhé. Nó sai 2-3 quả thì các bạn nên cắt bỏ đi. Thì cắt bỏ các bạn nên cắt vào cái khi quả nó to bằng ngón tay cái hoặc ngón tay trỏ này, các bạn cắt đi cho mình nhé. Chứ các bạn đừng để nó to quá các bạn cắt nhé. To quá nó mất đi dinh dưỡng để nó nuôi quả rồi. Các bạn cắt đi lúc đó nó rất là lãng phí dinh dưỡng. Nếu chúng ta cắt nhỏ quá cũng không được, nhỏ quá nó còn rụng quả sinh lý các bạn. Hồng xiêm xoài nó to bằng ngón tay trỏ, ngón tay cái này nó mới hết rụng sinh lý các bạn nhé. Còn nó bé bằng đầu cái đũa là nó vẫn còn rụng quả sinh lý, thì thời điểm đó các bạn chưa nên cắt vội các bạn nhé. Ánh nắng nó cũng rất ảnh hưởng đến cây hồng xiêm xoài các bạn. Muốn sai quả thì các bạn trồng ở nơi nhiều ánh nắng cho mình các bạn nhé. Nơi ít ánh nắng là ngọn nó bé các bạn, ngọn nó cứ nhỏ như là cái tăm một ấy, không ra hoa ra quả được các bạn. Đó, nó cũng ra hoa ra quả nhưng mà nó rất là ít các bạn.
đất trồng cây hồng xiêm xoài, đất ruộng trồng lúa đấy các bạn, lập lên, hoặc là đất phù sa, là hai loại đất đó trồng cây hồng xiêm xoài là tốt nhất các bạn, đẹp nhất. Nếu mà chúng ta trồng ở những cái nơi mà đất nó cằn cỗi các bạn, thì mình khuyên các bạn nên mua được đất đẹp ấy các bạn. Chúng ta ụ vào gốc thường xuyên cho mình các bạn nhé, để cung cấp dinh dưỡng cho cây hồng xiêm xoài các bạn. Đất nó rất là quan trọng các bạn nhé. Ra sai quả hay không là do đất các bạn. Nếu mà đất mà kém ấy, chúng ta có thể dùng phân hữu cơ các bạn ạ. Giờ phân hữu cơ hoai mục ấy, các bạn chọn vào đất các bạn nhé, hoặc là phân gà các bạn. Phân gà thì các bạn để mục các bạn nhé. Phân muối nữa các bạn. Phân muối thì hồng xiêm xoài nó rất cần phân hữu cơ và lân vi lượng các bạn. Các bạn không cần phải rắc đạm cho cây hồng xiêm xoài đâu các bạn. Hồng xiêm xoài này nó ra trái làm nhiều đợt, nếu mà chúng ta rắc đạm vào thì nó sẽ gây ra lứt trái các bạn nhé. Nước tưới cho cây hồng xiêm xoài thì nó cũng rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến trái sau này các bạn. Khi mà trái nó đang trưởng thành ấy, nó rất là cần nước các bạn nhé. Thì các bạn tưới mạnh nước vào cái thời điểm mà trái nó đang trưởng thành cho mình, để cho nó to quả các bạn. Đó là một số yếu tố mình muốn nói đến các bạn là làm sao để cho cây hồng xiêm xoài nó sai quả. Video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn thấy hay thì like, đăng ký, nhấn chuông ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau.